Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Ria kia mình. Và lúc này mình đang có mặt ở bên server châu Âu. Làm tí đi du học, tại vì bên này rất là hay. Bên này là một trong server đầu tiên mà họ công bố tất cả các cái phần quà free của cái sự kiện Giáng sinh sắp tới. Xịn xó lắm anh em. Đấy, ở đây thì họ đã tung ra cái chuỗi sự kiện mới là New Age, kỷ nguyên mới. Và chuỗi sự kiện này nó đã bắt đầu từ ngày hôm qua rồi. Ở đây chúng ta sẽ có hai bộ trang phục nam và nữ free. Đấy, ở đây họ ghi là free item summary, tức là tổng hợp tất cả những quà free trong sự kiện Giáng sinh. Chúng ta sẽ có cái ván lướt này, rồi chúng ta sẽ có cái chày này, hai cái này ở server Việt Nam được công bố free rồi. Chúng ta sẽ có một cái chảo free này, một cái ba lô free, một cái quả lựu đạn hình con người tuyết free dành cho chế độ độc lang chiến này, một cái mũ free này, một cái trang trí mặt free, hai cái trang trí mặt free trông rất xịn giòn bò, một con pet EIT free sẽ nhận vào ngày 1 tháng 1 dương lịch. Đấy, và thêm nữa là một cái không biết là hình cái con cáo mà đậu lên cái quả lựu kia thì nó là cái gì. Đấy, thì nó sẽ là chơi chế độ rank thì sẽ là cái gì đó free. Đấy, tôi cũng không biết là cái gì đó free nữa. Ảo ma Canada Venezuela thật sự anh em ạ. Đấy, ok con dê. Đấy, thì đây là cái tổng hợp các cái món quà free nha anh em nhá. Đấy, tổng hợp các món quà free. Đấy, xịn xó bò anh em. Đấy, xịn xó bò được nó luôn. Đấy, ngon lành cành đào. Đấy, ok con dê. Đấy, đây là tượng tử thần tuyết nhỏ này và được nó luôn. Đấy, tiếp theo là cái dù kỷ nguyên. Dù kỷ nguyên này trông cũng khá ok đấy. Và dù kỷ nguyên này nói chung là chúng ta cũng sẽ được nhận free. Nói chung là cái gì cũng sẽ được nhận free hết anh em ạ. Đấy, cái gì cũng sẽ được nhận free hết. Đấy, ảo ma Canada Venezuela là phết đấy. Và đơn giản đâu. Đấy, ok con dê. Chúng ta cũng sẽ có, đây chúng ta sẽ có một cái sự kiện đó là top up nạp thêm nhận được kim cương. Nói chung là khá ngon lành cành đào anh em ạ. Bên này họ đang có một sự kiện khá ngon, đấy là khi mà nạp 500 kim cương thì chúng ta sẽ nhận được khẩu gọi là parafan quỷ quyệt. Đấy, parafan quỷ quyệt free, một tốc độ bắn một xuyên sát, giảm một tốc độ di chuyển. Thì cái này nó là cùng bộ với cả cái khẩu MP5 quỷ quyệt anh em. Đấy, nhưng mà được cái bên này nó lại nhận free. Đấy, tươi thật sự. Đấy, tươi thật sự đây anh em ạ. Và ngon lành cành đáo luôn, tươi luôn, tươi luôn, ngon luôn, ngon luôn. Đấy, ngon rồi, ngon rồi. Đóng ngay quả gọi là súng xịn xón bỏ đây, Aurora Oni. Ngon ngay, ngon ngay. Ok, ở bên này thì đấy, thì đây là cái sự kiện. Ngoài ra thì họ còn có một số cái nhận mấy cái bông tuyết. Thì nhận cái bông tuyết này để làm gì? Nhận cái bông tuyết này là để đổi lấy mấy cái huy hiệu. Anh em ạ, đổi lấy mấy cái huy hiệu. Đấy, nạp thêm 300 gương. Bên này họ có tới 3 cái sự kiện nạp thẻ cùng một lúc. Ảo Makara, 3 sự kiện nạp thẻ cùng một lúc. Ảo thật sự đấy. Ok, bên này họ đang ra một cái vòng quay mới, nó khá xịn cho con bò nhá. Đây, tôi cho anh em xem. Đâu nhỉ? Và cái vòng quay mới họ, nó có một cái vòng quay mà cá nhân tôi đánh giá là nó độc đáo, chưa ra mắt ở các server nào bao giờ. Đấy, bên này cũng có quả vòng quay con lươn này. 4 skin súng với 4 đồ chiến thần. Đấy, vòng quay này tôi hay gọi là vòng quay con lươn. Nhưng mà bên server châu Âu này nó ít lươn hơn server Việt Nam. Lươn bên này nó bé hơn. Đấy, lươn Việt Nam nó gọi là lươn thành tinh rồi. Đấy, lươn ở Việt Nam nó gọi là lươn thành tinh rồi, chứ không phải là lươn bình thường nữa. Đấy, bên này họ đang có một cái sự kiện nó tên là một viên đá trúng hai con chim. Đấy, two birds one stone. Đấy, tức là một mũi tên là trúng hai đích. Đấy, tức là một viên đá trúng hai con chim. Đấy, dịch đúng nghĩa đen luôn. Đấy, two birds one stone là hai con chim một viên đá, tức là cái vòng quay là vòng quay đôi, tức là chúng ta sẽ quay thì nó sẽ chạy cả quả vòng trên và vòng dưới. Đấy, nếu mà vào bộ trang phục mới này thì sẽ trúng luôn được cả cái khẩu desert inger ma pháp sư. Đấy, ảo ma anh em, rất ảo ma luôn. Thế bên Hana Free Fire họ nghĩ là nhiều trò thú vị lắm. Đấy, đây là vòng quay một mũi tên trúng hai con cờ him. Đấy, một viên đá trúng hai con cờ him. Anh em mà không biết tiếng Anh cứ bảo đưa ra bố mẹ dịch hộ mà xem. Đấy, two birds one stone chắc là anh em cũng đã biết rồi. Ok, ui xồi ôi, không cần quay ô cuối cùng luôn. Đấy, không cần quay ô cuối cùng luôn, đã trúng bộ Evil Slayer Bundle. Và bộ này thì có vẻ như nó sẽ lên là cái gì đây, kẻ săn ác quỷ à, và kẻ săn thợ săn quỷ à? Evil Slayer là kẻ hủy, kẻ giết ác quỷ à? Cái gì đấy mà nghe nó vẻ nó không hợp lý lắm nhá. Đấy, nghe có vẻ nó không hợp lý lắm, không hợp lý nhưng quả bí lắm. Ok con dê. Đấy, thôi không sao, mình sẽ vẫn test thôi. Và Desert Inger Merciless Necromancer, thế đây chính là cái bộ ma pháp sư ấy. Đấy, ma pháp sư đấy. Nói chung là cái skin súng này thì anh em đã biết rồi. Đấy, đây là cái bộ thợ săn quỷ đây. Bên này dịch là cái gì?
tóc thợ săn bóng ma. Thợ săn bóng ma, ui cái bộ này có cái tóc đẹp thật sự ạ. Quả tóc đẹp phải cả nồi ạ. Cái bộ này rất đẹp nhá. Ở tay nó có một cái hình xăm thợ săn bóng ma này. Chất lừa ngờ ngừ luôn. Đấy, chất lừa ngờ ngừ luôn. Ui, chất quá, chất quá. Quá chất, quá chót. Đỉnh của chóp, chóp cửa đính. Cái mặt tạ cũng đẹp luôn. Ui, bộ này đẹp đấy. Bộ này về server Việt Nam lại hot. Nhưng mà không biết là anh em có thích cái phong cách ăn mặc kiểu rách dưới này không? Đấy, phong cách này tôi gọi là phong cách ăn mặc nó hơi rách dưới. Đấy, súng lục này. Đấy, Desert Inc Văn G này đấy, ma pháp sư một sát thương một băng đạn thì cổng này đã từng ra mắt server Việt Nam rồi. Đấy, cổng này thì anh em cũng chả lạ gì nữa. Bây giờ mình vào mình thử khẩu parafang thôi. Parafang phang cả thế giới luôn. Lên anh em ơi. Đấy, lên anh em ơi. Việt Nam vẫn chưa ra cái ba lô khỉ ăn chuối này nhỉ? Đấy, mà ba lô khỉ chuối này có phải là tươi không? Lên này. Đấy, lên này. Lên thôi. Ngại gì nữa. Đấy, chiến thôi. Ui dồi, đây rồi đôi giày. Xin nhẹ cái đầu. Xin bạn cái đầu. Ui dồi, first blood. Đấy, first blood luôn. Đấy, ok, pha đẩy qua đến vị trí area kia mình. Làm thao. Một cháu nữa là hai. Ui dồi, đi đến đâu là thịt đến đấy. Đấy, đi đến đâu là thịt đến đấy. Ui xùi ôi, tươi thật sợ. Tươi quá. Ào, rồi con thằng ơi, làm nó tí em nào. Ok, thằng nó trốn đâu rồi nhỉ. Nhanh cậu đủ tiền mua parafang nào. Nhanh cậu làm đủ tiền mua parafang nào. Khổ, không thấy thằng nào mặt mũi thằng nào ở đây cả. Rồi, con thằng nào ra đây. Cậu làm tí mua nốt khẩu parafang. Ơ, trốn đi đâu nhỉ. Bực thật sự nhỉ. Cái bộ đồ trang phục này nó giống như kiểu một cái hiệp sĩ thời trung cổ anh em ạ. Đấy, trông nó giống như kiểu phong cách kiểu một hiệp sĩ ấy. Trông xịn sòn bò đây ơi. Đây rồi đôi giày. Ui xôi, hết choạt. Đấy, Yasin. Đấy, hết choạt. Được nó luôn, được của nó luôn anh em ạ. Tươi rồi. Đâu rồi, đóng khẩu parafang đây ơi. Parafang, phang cả thế giới luôn. Parafang luôn. Rồi mũ level 2 luôn. Rồi ôi, được của nó. Đỉnh của chop, chop của đính. Nào lên nào. Lên này anh em, lên này. Và lên thôi. Tầm này ngại gì va chạm nữa. Lên thôi. À, được của nó anh em. Quá được luôn nhỉ. Quá được luôn. Ui xùi ôi, có chơi thằng nào cả. Chưa thằng nào cả. Ui thì mình cẩn thận thế, mấy thanh niên bó cẩn thế. Lên đi này, lên đi em nào. Đấy, lên đi tôi bắn cover cho các bạn cẩn thận thế. Đây này, úi dồi. Đấy, lên đi tôi bắn cover cho các bạn đây này. Ui, các bạn không chịu gọi là đẩy lên thì chịu đấy. Đấy, ui xem có thằng nào. Đấy, ok. Ôi, ném lựu kìa, ném với chúng tôi này, đứng đây mà ném lựu với chúng tôi. Đấy, tuổi gì ném lựu luôn, tuổi gì đòi ăn mì luôn. Đấy, ném lựu với chúng tôi. Ôi kìa, thằng kia thằng đặt ở bóng keo kìa. Này thì keo kiệt này, keo với chúng tôi này, nằm hết. Đấy, hủy diệt thôi anh em ơi. Này thì Oyasin này, đi con mỗi một thằng. Địch còn mỗi một thằng anh em. Đứng lấp lú đấy này, nằm ngay. Bên này ping cao nhỉ. Bên này ping 145 ạ. Ping cao dã man con ngan. Giam kít 39. Ping cao vờ cờ lờ anh em. Ping cao thật sự đấy. Ping này chơi bởi gì nữa. Nào giáp nào, bom keo các kiểu đa điểu nào. Parafan. Nói chung khẩu này cộng một tốc độ bắn, một xuyên giáp này, hàng free nữa thì quá ngon. Không biết là server Việt Nam mình sẽ có free khẩu này không, hay là sẽ đưa trong một sự kiện nào đó mất tiền. Bên này nạp đúng 500 kim cương lấy luôn khẩu Parafan anh em ạ, ngon. Nói chung Parafan này nó không phải là khẩu gì mà được yêu thích cho lắm, nhưng mà có skin súng. Bây giờ nạp 500 kim cương kiểu gì các bố chẳng phải nạp 500 kim cương đúng không. Bây giờ nạp 500 kim cương nào, tháng sau để đấy, tháng sau mua sẵn thẻ vô cực. Đấy, mình cứ nạp 500 kim cương mà mua sẵn thẻ vô cực hết 400, tự nhiên được thêm skin súng mẹ có chỉ số, mà chỉ số còn ngon nữa cơ. Đấy, số lại còn ngon được trói gì nữa. Ui làm sao. Đấy, bên này đặt keo hơi delay này, nó chạy đâu này. Ui 43 đam của ấy, ngon của nó đấy. Ok, nhảy với chúng tôi á. Ui con này múa kinh thế nhở. Múa với chúng tôi này. Triple kill Stefan gặp mình mất điện. Ai mất ngay cái điện. Mất ngay cái điện nào. Loren anh em ơi. Nào bom keo, lựu choáng, lựu văn đạn, nấm cấp 3. Sọc găn cầm trên tay, đưa bạn tiện ngay bay đến nơi xa ngay. Nào đẩy lên anh em, lên đây. Vào lên đây. Ui gì đây? Gian kít.
Gian Kít, thằng này nó có tóc tóc dài, tóc trắng dài giống mình ạ, nhưng mà nó là đồ đến từ thẻ vô cực thôi, đến từ cái hòm độc quyền free thôi. Sao nó đẳng cấp hơn quả tóc trắng của mình được? Cái bộ này có quả tóc trắng đẹp phải trưởng. Đấy, mỗi tội là mình đeo con khỉ nó bị che đi mất anh em ạ. Cộng thêm với cả bộ ôi chạy đâu, ui vẫn bay nhảy ghê quá nhỉ. Vẫn bay nhảy ghê thật sự đấy. Vẫn bay nhảy của nó. Ông team mình còn đang bò ạ. Ôi, ông team mình còn đang bò thì ăn thua gì. Làm sao? Một thằng, hai thằng quay đầu là bờ, ai ngờ là biển. Đấy, ui giời, chạy. Hủy diệt thôi. Thì mình tầm này bắn nó gọi là hủy diệt, ngại gì chúng nó nữa. Cho quả liệu choáng, à cho quả liệu băng này. Đấy, dây Zuma chết rồi anh em. Ảo thế nhở, tìm trông nó trông thế mà nó thịt được team mình ạ. Làm sao sọc găn với chúng tôi một cháu nữa. Ông này tên tiếng Nga. Ui xôi ôi, thế là lại đành phải win. Vẫn còn một thằng nữa à, tôi tưởng thắng. Tưởng thắng rồi mà ra là chưa thắng anh em ạ. Vẫn cố gắng chống cự. À, hai bạn là Dây Zuma với Gian Kít 39 qua thịt rồi tôi. Đấy, qua thịt rồi. Tất cả bây giờ trách nhiệm thuộc về các bạn đấy. Đấy, 3 đánh 1 mà không thắng được thì thôi đấy. Đấy, 3 đánh 1 đấy. Gian Kít có cái bình mạ gục và đó là Buya dành cho Rikaki đấy, châu Âu. Đấy, ok. À, cảm ơn anh em theo dõi video này, và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Rikaki của mình, thấy những vòng quay ở Ghana Free Fire rất lươn, anh em đừng quên để lại để mình một like và subscribe để đẹp trai và được xinh gái nhá. Còn bây giờ thì xin chào. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.